chào mọi người, mình là Jenny. Chào mừng mọi người đến với vlog của mình. Hôm nay mình sẽ cho mọi người thấy một ngày của mình sẽ diễn ra như thế nào nếu như mình không cần phải đi làm nhé. Let's go. Mình sẽ nấu trứng sốt cà chua cùng bánh nấm để ăn sáng. Thì trong lúc mà mình nấu ăn thì mình cất video call với gia đình của mình, nên là giọng nó hơi tập nha một chút. Vì vậy mình sẽ tắt tiếng và lồng nhạc vào. Thì đầu tiên đây là view của nhà mình. Bạn mình hay đùa là nhà mình có chiếc view bằng tỷ. Thì tại vì toàn xe không, toàn xe xịn không. Mình không biết hẳn gì nhưng mà thấy hai chỗ thấy xịn. Đây là phòng ngủ của bọn mình. Thật sự rất là bừa bộn, tại vì mình chưa có dọn xong. Nè, đây là ảnh của chúng mình, cái này là mình tự làm ấy. Tại vì thấy tường trống cái này mình có dán một hai cái liền. À, cũng không hẳn một hai cái đâu nhé. Đây là cái đèo có lẽ là vô tri nhất mà tụi mình từng mua. Người yêu mình cứ nằng nặc phải đòi mua cho bằng được ấy. Nhưng mà trong nó cũng thú vị, cũng mắc cười. Đây, có thể đổi màu được như này. Cái này mà để vào ban đêm thì rất là ảo luôn mọi người. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cái tủ kệ giày của bạn trai mình. Bạn trai mình đã đem hẳn tất cả các đôi giày này từ Việt Nam sang và mua hộp đựng giày để có thể làm thành những cái tủ đựng giày mà nó chồng lên vậy. Nhìn vào tủ thì mọi người thấy rất là nhiều giày đúng không? Còn nhiều giày hơn cả mình nữa. Thì với những cái khoảng trống này thì mình nghĩ là bạn trai mình đã lấy giày ra để đi chơi bóng rổ rồi. Có một sự thật là mình cũng không thích căn nhà hiện tại của bọn mình lắm. Tại vì nó đầu tiên là ánh sáng, mình thích là cái hướng nhà của mình nó phải có ánh sáng mà mọi người biết cái golden hour không? Tức là cái ánh sáng vào lúc tầm 3-4 giờ chiều ấy, nó phải chiếu thẳng vào nhà. Nhưng mà tại vì hướng nhà mình là hướng ngược lại nên là nó chỉ có ánh sáng buổi sáng thôi. Nhưng mà thật sự là lúc nào mình cũng ngủ dậy muộn ấy, không thể cảm nhận được cái ánh sáng buổi sáng nó ra như thế nào. Hoặc là những lúc mà mình đi làm sớm ấy, 7-8 giờ 7 giờ ấy, là thật giờ đó mình không có ở nhà và giờ đó cũng không có ánh nắng để lọt vào nữa. Nên là thật sự thì mình không hứng thú lại với cái ánh sáng của căn nhà. Mọi người nhìn xem ở phía sau nó vẫn rất là tối đúng không? Hiện tại bây giờ đang là 4 giờ chiều. Ví dụ như mà ở hướng ngược lại ấy, thì nhà mình sẽ hướng được cái ánh nắng rất là đẹp. Thì mình sẽ refer cái căn nhà như vậy hơn. Thì coi như là mình rút kinh nghiệm để đợt sau mình đi xem nhà thì mình sẽ
lựa căn nhà nào nó có ánh nắng hướng vào nhà vào lúc buổi chiều nhiều hơn, thì như vậy thì mình chụp ảnh lên nó mới đẹp với mọi người. Đấy. Nói chung là từ lúc thuê căn nhà này cho đến lúc vào ở thì bây giờ cũng đã được gần 2 tháng, thì nó có rất là nhiều chuyện xảy ra. Nói chung là nó có rất là nhiều vấn đề nhưng mà cũng ok, tụi mình cũng giải quyết được nên là vẫn rất là ổn. Thì nhà này tụi mình đã ký hợp đồng hẳn 1 năm, thì mình quá mệt mỏi với cái việc đi thuê nhà, đi xem nhà, ký hợp đồng này kia rồi, nên là mình ký hẳn 1 năm luôn. Nhưng mà mình không biết là ví dụ sau 1 năm nữa thì mình sẽ như thế nào, lại phải đi xem nhà tiếp. Ok, không sao hết, cố lên. Ok, bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp nhà sơ qua, sau đó đi tắm và đi mua đồ, đi mua một ít đồ thêm cho nhà bếp. Tại vì nhà mình vẫn còn thiếu nhiều lắm, nên bây giờ mình sẽ dọn dẹp nhà trước. Trang phục của mình ngày hôm nay, tại vì bây giờ thời tiết ở Úc cũng đang lạnh dần ấy, nên là mình nghĩ như này sẽ rất là thoải mái. Forming normal for strangers then. All the pieces of yourself that you changed for him. Leaving disbelief that you can't suspend. So excitedly. Trời hôm nay siêu đẹp. Mọi người thấy màu gì? Thì mình là mình thấy màu tím, một chút màu hồng. Thì là bây giờ bên Úc đang là 7 giờ mấy tối, nhưng mà trời trong cũng chưa tối hẳn, tại vì bên này vẫn còn đang là mùa hè. Chị mình đây rồi các bạn ơi. Hello. Hello. Em đang quay vlog. Xin cảm ơn. Cái gì á? Bắp. I'm on the way, won't work on paper. Chị ok, bye bye nha các chị mình. Bye, ra kia chơi luôn. Ôi, về ăn cơm. Bye. Em đang quay vlog với chứ. Nhai như bò nhai. Đây là ngày hội ăn của bạn trai mình. Bây giờ bạn trai mình sẽ đi ăn bánh chuối. Ăn không? Bánh trứng. Bánh chuối bao mỗi bạn ăn rồi. Rất là nóng mà rất là lạnh. Nóng.
sợ. Ranking. Bạn là được top 3 những người nó ngon đấy. Không ai khác luôn. Công viên để chụp ảnh xong nhưng mà không được tấm nào cả. Phải chụp lại rồi. Không, không có vừa ý, em không có vừa ý. Nên tí về mình sẽ edit lại sau. Hôm nay mặc đồ đẹp vậy mà không chụp được tấm nào hết. Khá là buồn.